Alola, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2 các mọi người. Và ở tập trước Lộc đã đánh được Reminder rồi. Đấy, tập hôm nay Lộc sẽ đi xuống thành phố Điền đây để tìm cái cánh cứng nha các bạn. Nhưng trước khi đi mình sẽ đem một số nguyên liệu để chế tạo cái gì ta? Pháo hoa ấy. Đó. Tại vì nếu mình tìm được mình sẽ dùng pháo hoa để bay luôn các bạn. Đây, ở nhà để trường như đây đi. Rồi, nhét hết vô gương. Đó. Đấy, rồi lấy cái cúp đào ra thôi. Rồi, hiện tại mình vẫn chưa có cuốn sách mending cơ mà. Đấy, nếu trong tập ngày hôm nay mình mà tìm được cái cánh cứng ấy, mình sẽ kiểu như AFK để tìm cho ra bằng được cái cuốn sách mending nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua cái cổng đi ngọc thôi. Ủa, cái cổng kết thúc chứ. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình qua cái chỗ cổng kết thúc nha. À mà quên nữa. À, trước khi đi mình phải chế tạo một cái khiên nữa các bạn à. Tại vì ở dưới có mấy con màu hồng hồng ấy. Mấy con đó đánh rất là đau luôn các bạn. Đấy, cho nên cần phải có một cái khiên. Khiên mình hư rồi. Mình sẽ lấy một ít sắt đi. Đó, và một ít gỗ thì phải. Gỗ, đây. Mình còn khá là nhiều này. Đấy, để chế tạo một cái khiên. Đây, công thức đây. Vậy, rồi, đi thôi. Rồi ok, mình đã qua được cái cổng kết thúc này các bạn. Hãy ăn vô cái đã. Mình sẽ lấy một ít cái mắc ảnh đờ để đi vô cái cánh cổng ở bên đèn đấy các bạn. Rồi xuống. Đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ đặt block đưa anh kia. Giờ thì dùng gỗ nữa đi. Mình cũng làm gọng gọng ra đi để sắp tới mình có đi thì cho nó dễ các bạn. Có rất nhiều bạn kêu mình làm cái Enderman farm ấy. Thì ok, để sau tập này Lộc sẽ làm nha. Đấy, tập này chỉ chủ yếu đi tìm cái cánh cứng thôi các bạn. Vậy, rồi tới nơi này. Cái này chắc là làm một cái kiểu như cầu thang đi lên. Đấy. Ok, giờ tìm cách kìa. Tới đó các bạn. À không. Không phải, cái đó là kiểu như cái tháp thôi. Đấy, cái cổng ấy đâu ta. Kìa, đó cái đó các bạn. Đấy. Mình chỉ cần kiểu như phóng con mắt qua đó ấy, là mình có thể đi qua cái đảo khác rồi. Đấy, không phải cái đảo này nữa. Vậy, giờ mình sẽ làm sao ta? Bắt lóc lên mình sợ không đủ ấy. Thôi đập ra đi. Đó, lấy cái cúp chầm hỏng ra đào. Ok, mình đã đào được một mớ block rồi. Đấy, đi làm cái cầu thang đi lên các bạn. Gần tới rồi. Đây. Rồi bắt ngang thôi. Đấy, mình sợ nhìn xuống dưới gặp mấy con Enderman đây. Nó quấn đó các bạn à. Đấy, mấy con này hổ báo lắm. Mình chỉ cần nhìn vô mặt nó thôi là cứ như là nó dí lên mình đây. Mình chả hiểu tại sao nữa. Rồi. Đây. Sau đó mình sẽ bọc xung quanh này lại à, để cho nó an toàn các bạn à. Đây. Úp. Bước. Rồi xong. Sau đó thì đi vô thôi. Ủa. Ây da da. Oh my god. Ô mình trên ngay trên cái đảo luôn. Oh man. Ơ à, cái đường về đâu rồi. Ơ à, cái cổng về đâu. What the. À ở trên. Hú hồn mà. Mình tưởng nó không cho cái cổng về các bạn. Giờ mình sẽ chụp hình cái tọa độ này lại cái đăng. Rồi. Mình đã chụp hình ra rồi. Giờ thì tìm cách rời khỏi cái đảo này thôi. Ồ, nó spawn ngay cái đảo luôn các bạn. Đi về hướng nào ta? Ok, đi về hướng này đi. Đấy, mình còn không biết nhiều đá không nữa. Ồ, mình gần hết rồi. Chắc tí mình sẽ dùng gỗ các bạn để đi cho đi qua mấy cái đảo khác đây. Đó. Yeah, bên kia là có cái đảo lớn rồi kìa. Hấp dẫn. Rồi ok, let's go. Rồi ok cảm ơn. Mình bắt được khá xa rồi. Đấy, bên kia là cái đảo lớn rồi. Mình sẽ lấy một ít cái cây gì tím tím đó các bạn. Đấy, có gì về nhân giống luôn. Wow, quá trời luôn này. Rồi mình sẽ đào một ít về. Với lại hình như cần cái gì cái đá như kết thúc này các bạn.
đá en này mới có thể trồng được đấy. Ok, mình sẽ đào thêm một mớ nữa. Đây, đào đào dưới gốc thử xem. Thì ra là đào dưới gốc cái nó rụng hết luôn á các bạn. Wow, cái này ăn được không ta? Ok, để tí nó đói là mình sẽ ăn thử nha. Quá trời luôn. Rồi, đào hết vậy. Wow. Vậy rồi, giờ đào thêm một ít cái gì ta, cái đá ền đó các bạn, để về còn nhân giống nữa. Đào tầm 30 cục đi. Đó, được nhiêu rồi, 25 rồi, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, đi tiếp, đi tiếp. Vậy mình sẽ thu thật khẳng sẵn cái khiên các bạn. Đấy, mấy con enderman nào giết mình sẽ bật khiên lên. Đó, rồi giờ đi tiếp thôi. Chắc mình phải để tầm nhìn cao cao lên tí các bạn, 16 đi. Đó, để nhìn xa tí ấy, chứ ngắn quá nhìn không thấy tới đâu hết. Ô, bên kia một cái đảo bự nữa kìa. Đây, rồi đi về hướng bên đây thôi. Phải hơi khó để tìm được mấy cái đảo đó các bạn. Ủa gì, mấy cái NCT ấy. Ơ, cái đó cái gì cơ? Rồi mình để mình nâng chân lên cái đó. 20. Chỉ là cái mỏm ấy thôi, cái mỏm đá thôi. Có nên qua đây không ta? Ok, bên kia là cái cổng của mình đi kìa. Mình nghĩ là đi qua đây đi, mình có linh cảm bên đây thì sẽ có các bạn. Ok, dùng gỗ đi để sẵn tiện làm dấu luôn ấy. Giờ đi tiếp thôi. Đi nãy giờ vẫn chưa thấy cái thành phố kết thúc ở đâu hết các bạn. Đằng kia lại còn một cánh cổng nữa kìa. Vậy là ở dưới đây có nhiều cánh cổng hay sao các bạn. Đấy, mình gặp một cánh cổng ở đằng kia kìa. Đó. Đây, đi tiếp, đi tiếp. Không biết tí mình về cái cánh cổng đó có được không ta. Ok, tạm thời đi thẳng về hướng đây đi. Đấy, tạm thời thấy bên đây nó khá là rộng nè các bạn, tùm luôn. Nhưng mà không thấy cái thành phố đèn đâu hết. Không biết cái tỷ lệ nó là bao nhiêu nhỉ. Dập rồi, ok đi, đi tiếp. Phải chi trong Minecraft ở dưới cái đèn đấy các bạn, nó có thêm mấy cái khoáng sản riêng ở dưới đây ấy, thì sẽ hay hơn ấy. Tại vì ở dưới đây chỉ toàn mấy cái đá này này với mấy cái cây thôi, enderman các kiểu thôi, chứ không còn con mớp hay là khoáng sản gì hết ấy. Cho nên dưới đèn khá là nhàm. Trong mình theo như mình tìm hiểu ấy, thì trong mấy cái mod nó có rất nhiều loại khoáng sản ở dưới cái đèn này luôn á các bạn. Đấy, nhưng mà mình vẫn chưa có dịp để test qua. Nói sao đâu, sắp tới mình sẽ cố gắng test qua mấy cái mod pack lớn này. Đấy. Rồi, đi tiếp thôi. Đi lòng vòng nãy giờ vẫn chưa tìm thấy đâu hết. Sao ta? Có vẻ hôm nay hơi lâu để có thể tìm được cái thành phố đèn này các bạn. Đấy, chỗ này rộng như thế này nè mà không có một cái kiểu như thành phố nào hết. Vô lý nha. Ok, đi qua hướng đây coi. Ok, mình thấy rồi. Vậy. Rồi, đi qua bển thôi. Tí nữa mình phải đào thêm, mà nãy mình quên mình lấy cái đá ền mình đặt block đi luôn á các bạn. Cho nên giờ còn có 2 cục mà. Không sao đâu. Phải chi không biết mình còn thuốc không ta. Đây còn thuốc, chạy nhanh đây. Vậy mình lấy mình đập để chạy cho nhanh đó các bạn. Đấy, đi bình thường chậm quá. Rồi, búp đấy, chạy nhanh liền. Vậy giờ mình sẽ làm dấu ở đây ra để tí còn quay về nữa. Đây đó. Ok, let's go. Đấy, nó ở phía trước kìa. Không biết cái này nó có cái gì ta, cái con thuyền không các bạn, con thuyền bay ấy. Tại vì có cái con thuyền bay mình mới có được cái cánh cứng ấy. Đó. Ồ, cái này có vẻ thành phố nhỏ rồi. Đừng mà men. Ồ, đúng rồi các bạn, cái này chỉ là cái thành phố nhỏ à. Thành phố nhỏ thì không có con thuyền đâu. Đấy, nó chỉ có đúng một cái tháp thôi các bạn. Không biết có đồ trên đó không ta. Cái này không có đồ nữa rồi. Bó tay luôn. Mà sao đâu. Chứ nó cũng có cái gì ta, cái vỏ con gì đây.
con tím tím ấy, con su cơ ấy đó. Vậy con nói trước này. U gì á, mày 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 u u ô lầm 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 dạ, đó. Mày ơ nó đâu rồi? U gì men, gì á men, gì á men, gì mày quýnh tao hả mày? Nó tay lên đâu rồi? What? Ok, đi lên thôi, ăn vô cái đây. Không biết trong đây có đồ không ta? Mày hả mày? Rồi mình được hai cái vỏ rồi. Đấy, ba cua. Vậy lọc qua ba cua rất là tệ luôn các bạn. Lọc ui ui à, ấy mới nói. Rồi nhảy đây. Nó bắn. Lên lên lên. Phóng con mắt lên đây. Ăn ăn vô ăn vô. Đừng 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 mấy anh ơi, đừng mấy anh ơi. Ăn vô cái đã. Ui da, mình dùng khiên mới được cái mà. Nó quýnh đau lắm. Đấy, lợi dụng nó để bay lên luôn. Đấy. 1 2 3 4. 4 con luôn. Wow. 5 con luôn. Bay lên. Ô có gương. Vậy. Rồi quýnh nó. Rồi lấy cung ra bắn nó luôn. Mày hả mày? Hình như nó đóng hộp là hình như không có quýnh được hay gì các bạn. Rồi nó chết luôn rồi, nó bị con kia quýnh chết quẹo rồi. Bắn nó coi. Mày hả mày? Rồi, chết quẹo luôn. Đây. Ô được cái giáp này, bảo vệ hai. Wow. Còn u còn mày quýnh tao không mày, rồi bị bay nữa rồi. Mày quýnh tao hả mày? Mày hả mày? Rồi chết quẹo luôn. Vậy mày vậy rồi hết đấy, được cái áo giáp này các bạn. Được hai cái áo giáp luôn. Man. Mình cũng lấy một ít cái ui cái gì ta, cái này cái gì, cái thanh gậy luôn các bạn, để về có gì trang trí ấy. Đó. Rồi lấy hết về. Dập. Không biết có gớt cái nào dưới không ta. Chắc không các bạn. Mà hồi nãy mình thấy cũng khá khá cái gì ta, cái vỏ su cơ mà. Rồi đi xuống. Ui dạ. Quýnh đau quá các bạn. Rồi vậy là cái tòa thành, ủa cái thành phố này không có cái thuyền rồi. Ok, bye bye nó đi. Giờ tìm cái thành phố khác thôi các bạn. Buồn thế nhỉ. Rồi đi tiếp. Ok cảm ơn. Trước mặt các bạn là một cái con tàu bay. Đây là cái chỗ mà có cái cánh cứng đó các bạn. Rồi giờ mình sẽ hình như không có cái đầu rồng thì phải. Mình nhớ là trên trên đây có cái đầu rồng mà ta. Man. Ok. Vậy. Đấy. Ui. Mày. Ui sao nó đánh mình vậy? Dạ. Mình đâu có làm gì đâu. Ui mày, quýnh tao hả mày? Rồi, giờ đi khám phá từ từ lên đó các bạn. Đấy. Chắc mình sẽ cố gắng tìm thêm một hai cái thành phố này nữa để kiếm thêm cánh cứng đó các bạn, tại vì giờ mình chưa có cánh sửa chữa mà. Đó. Cái này có đúng một à, không không có thêm một cái tháp nữa. Đó, được thành phố rồi, vậy được thành tựu chứ. Nó đánh mày hả mày? Ui mày. Mình được có ba cái vỏ à, đúng không? Đúng rồi, vỏ su cơ các bạn. Đấy, mình cần cái đó để kiểu như để grab được cái rương hay sao ấy. Rồi giờ đi lên thôi, đập cái khiên lên. Để phòng ngừa trường hợp nó quánh đó các bạn. Nó đánh rồi đấy. Mày đập ra. Mày hả mày? Vậy rồi lấy thêm này đi. Có mấy cái banner các bạn, tí mình sẽ lấy đem về. Mày không chết, không chết, no. Giờ mình sẽ phóng một mắt xuống.
Mày mày để nó mày chọi lên u bị dướng rồi, bị dướng bị dướng u u dạ mày gọi nó tay lẻ đâu rồi, what kiểu như đánh nó gần gần đai cái nó tay lẻ các bạn, cái thật ok chắc mình qua cái kiểu như cái đó trước các bạn. Đấy, cái tàu tàu bay đúng rồi, tàu bay giúp. Nhưng mà mình hết mắt rồi, làm sao đâu, bắt block không cũng được nữa. Đấy rồi, gần tới gần tới đó, con Suker nó bắn mình kìa. Ô ô no 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 no, để đi cho nó quýnh cũng được các bạn. Nó quýnh thục nữa, what the hell. Rồi tại vì mình không có cái mắt Ender để bay xuống này, không có mắt hả, quýnh mày luôn, quýnh quýnh mày vậy, mấy giây, 7 giây nữa. Ui ồ mấy con này đánh khó chịu. Mình quên đem sữa nữa chứ, phải thật à, hình như sữa có thể giải được mấy cái hiệu ứng đó các bạn. Rồi gớt xuống vậy đó, ở đây có gì đây, à thuốc hồi máu lụm luôn đó, đây là cái thứ mình cần này. Ui ồ, mày 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 hả mày, vậy đó đây chính là thứ mà mình cần nhất trong ngày hôm nay các bạn, à, cái cánh cứng, wow. Búp vậy được thành tựu không gì là giới hạn đó các bạn. Quá trời kim cương luôn, ô kim cương không vậy, à cái áo giáp mà giáp sắt nữa, phải chi giáp kim cương thì đỡ biết mấy, cái đó giáp sắt các bạn nó có dòng mà sửa chữa ấy. Đó, cắt 7 viên kim cương vô này, đó, giáp dụng các kiểu này, rồi như đây chắc ổn rồi. Giờ mình tiếp theo là mình sẽ lấy cái đầu rồng đó các bạn, đấy, còn cái đầu rồng nữa là ok đấy. Để coi đây còn Suker không nha, rồi, còn ơ mày đừng 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 dạ mình sợ bị dính lắm các bạn. Rồi xong luôn, đu lại đu lại đu lại đu lại đu lại ao 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 ao, tại vì mình không có cái mắt Ender để phóng xuống đây, cao quá mình té là ngõm ấy. Ui ui thấy không thấy không mày, đó ui vậy được. Có thêm một cái rồi, giờ lấy cái đầu thôi đó. Đấy, trước kia lấy mấy cái này ra, nhìn cái này khá đẹp không các bạn, rồi đặt vào lắp xung quanh đó. Xong lấy được cái đầu rồi, búp rồi cắt cái đầu vô cái rương trước các bạn à. Đấy, mình sợ là mắc lắm vậy, có gì mình đây, nó vẫn còn đồ trong cái rương này mà đó. Rồi giờ thì ăn cái này coi. Tại vì nó tele được đó các bạn. Ok giờ đi tìm cái kiểu như thành phố khác thôi các bạn, hy vọng sẽ có mấy cây cúp hay là kiếm có dòng sửa chữa ấy, tại vì mình chưa có tìm sách sửa chữa được. Ok giờ đi tiếp thôi. Ok cảm ơn, mình vừa tìm được một cái thành phố khác rồi, cái này nó bự hơn cái trước đúng rồi, nó bự hơn cái trước tí thì phải. Nhưng mà nó vẫn có cái thuyền ấy các bạn. Đấy, nó không phải quá bự nhưng mà nó vẫn có thuyền. Đấy, rất là ok luôn. Giờ mình sẽ đánh thử cái tòa này coi. Đấy, mình chắc chắn là có được thêm một cái cánh rồi. Nhưng mà mình muốn có kiểu như mấy cái công cụ dòng sửa chữa các bạn. Đấy, rồi ok, giờ sao ta? Lên đây trước hay sao? Thôi, đánh mấy cái này trước đi để cho nó hấp dẫn các bạn. Cái đó để sau cùng luôn. Đó. Nhưng mà trước tiên ấy mình phải pha một ít cái mắt Ender cái đó. Tại vì mình hết mắt Ender rồi. Đấy. Còn bên kia đánh mình cần. Đánh tao hả mày? Mình không áp sát được đó luôn các bạn. Đó, hai con bắn nhau này. Để cho hai con. Ui, rồi. Đấy, được một cái rồi. 1 2 3. Nó kêu như nó đóng lại nó khá là trâu luôn các bạn. Đánh nó 5 6 cái luôn ấy. Rồi. Này hả mày? Thôi đi lên thôi. Mình cũng hết thức ăn rồi, mình còn có bao bánh mì à. Mà ăn cái trái gì tím tím này các bạn, trái quả điệp khúc này nè. Đấy, nó sẽ tay le tào lao không mà. Mình sợ tay le xuống đi voi cái mình ngõm luôn ấy. Thôi cho nên mình phải tiết kiệm lại mới được.
Tại nãy mình đi mình cũng đem ít thức ăn quá. Sao ta? Oh, no, 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 no. Chạy 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 chạy. Không biết trên đây có rương không nhỉ? Mình nghĩ trên đây sẽ có nè các bạn. Ui. Ui mày hả mày? Mày. 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 Ui, còn tay lẻ đâu rồi? Khó chịu nhờ, mình kiểu như mình đánh nó gần ngõm các bạn, cái nó tele chỗ khác là mình không có được cái vỏ luôn. Vậy một con trên đây đồng thế mày. À đây có rương, wow. Vậy ui, đánh mình gần hư giáp luôn rồi. Đây nữa này mày, mày ý là kiếm của mình có gì ta, dòng nhặt đấy các bạn, nhưng mà nó rơi ra cũng ít thôi các bạn à, kiểu như đánh một con chỉ rơi ra một cái thôi. Đấy. Mày này mày vậy lầm 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 mày lì hả mày, lì này. Ồ công nhận được luôn. Ok đi lên lút đồ thôi. Vậy ở đây có cái rương, thêm được cái rương Ender các bạn. Ồ không có cái kiểu như sửa chữa các bạn, nó chỉ có đồ mềm mại thôi. Cắt cái cúp vô đi. Ô cái giày sửa chữa này. Oh man. Tính ra nhiều cái kiểu như đồ sắt sửa chữa các bạn. Cảm sao đâu. Cắt mấy cái rương đây đi, tặng tặng mày đó. Đem mấy cái giáp này về cho mấy ngựa mình. Hey. Rồi, cắt vô. Lấy gì ra ta? Lấy thuốc ra đi. Đấy, thuốc tí mình dùng hết luôn các bạn. Dục cái gì đây? Dục cái này. Và cái đuốc sao ta, bạn chế tạo đi, thấy bạn chế tạo mình không cần đâu, rồi dục dài mày rùa đó, rồi lấy thêm cái rương luôn, thấy nó bonus thêm được cái rương luôn các bạn, hay quá là tuyệt vời luôn. Rồi để lên trên coi còn gì không nha. Ui rồi mình còn đúng một ở bên mình cuối cùng đây, tới chưa. Ui rồi xong luôn. Rồi, ok. Thế là mình đã mất hết số đồ kia rồi. Chỉ đem về được một cái cánh thôi. Ok đi các bạn, không sao đâu. Đấy. Mong biết nãy mình nhét kim cương vô chưa? Nhét vô rồi. Sao ta? Ok, để mình ngồi đây tí cho hết mưa rồi làm tiếp nha các bạn.